Xin chào các bạn đã đến với trường học trực tuyến VinaStudy.vn. Thầy là Nguyễn Thành Long. Hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một chuyên đề khá là quan trọng ở trong chương trình toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 và lớp 4 của chúng ta. Thì đó là cái chuyên đề về phân số và tỷ số, được chưa? Ở trong chương trình lớp 4 của chúng ta, thì đối với học kỳ 1 thì các cái chuyên đề về số tự nhiên nó khá là quan trọng. Các bài toán về cấu tạo số, đúng không ạ? Các bài toán về viết số, lập số, tính tổng. Đấy. Học kỳ 2 thì sẽ là một chuyên đề hoàn toàn khác, đó là chuyên đề về phân số và tỷ số. Phân số thì các bạn sẽ làm quen với việc quy đồng mẫu số các phân số này, rồi cộng trừ nhân chia các cái phân số này. Thì những cái phần đấy thì chúng ta đã học ở trong chương trình toán cơ bản và nâng cao rồi, tức là VN1, toán 4 và VN2, toán 4. Còn ở trong VN3 thì nó sẽ mang tính chất tổng hợp hơn rất là nhiều, được chưa? Các cái bài tập ở trong cái phần trong cái chuyên đề này thì nó sẽ khó hơn một chút nha, các bạn lưu ý. Bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái bài toán về tổng tỉ, tiểu tỉ luôn nha. Bây giờ các bạn cần chú ý này, cái phương pháp giải của chúng ta. Bước 1 này, tức là bài toán của chúng ta là tìm hai số khi biết tổng và tỉ này, hoặc là hiệu tỉ này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Bước 1, ta phải xác định được này, xác định rõ là tổng này, đâu là tổng này, đâu là tỉ này, đâu là hiệu này, đó là tỉ này. Đấy, nếu như là cái bài toán của chúng ta là bài toán tìm hiệu tỉ. Bước 2 của chúng ta. Bước 2 sau khi chúng ta xác định rõ là tổng là tỉ rồi thì chúng ta sẽ vẽ sơ đồ. Vẽ sơ đồ. Cái sơ đồ này thì các bạn cần lưu ý đó là bắt buộc nhé. Bắt buộc phải có ở trong bài toán này. Sau này khi chúng ta lên lớp 5, các bài toán về điền đáp án ABCD hoặc là điền kết quả ấy, thì chúng ta có thể là không cần đến sơ đồ, nhưng ở trong các cái bài chương trình lớp 4 này bắt buộc phải có sơ đồ nhá. Bước 3, chúng ta không thể nào bỏ quên được một câu, đó là nếu như bài toán tổng tỉ thì chúng ta sẽ có là tổng số phần bằng nhau. Tổng số phần bằng nhau. Tổng số bằng nhau hoặc là hiệu số phần bằng nhau. Đấy. Và bước số 4 của chúng ta. Bước 4 này. Bước 4 thì của chúng ta thì sẽ là tổng số phần bằng nhau này, hiệu số phần bằng nhau này, được chưa nào? Vậy thì cái bước số 4 ra đó là chúng ta sẽ tìm ra kết quả. Được chưa? Đây là bốn bước mà thầy yêu cầu chúng ta cần phải nắm vững được trong cái bài toán tìm tổng tỉ hiệu tỉ này. Và thầy cũng lưu ý luôn bài cái chuyên đề này, đó là chuyên đề trọng tâm của lớp 4 và lớp 5. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ có các ví dụ như sau. Ví dụ 1. Hiệu của hai số là bằng 93. Được chưa? Biết số thứ nhất nhân với 4 bằng số thứ hai nhân với 5. Tìm hai số đó. Vậy thì cái bài toán này của chúng ta sẽ có sự phân tích như sau. Thứ nhất đó là hiệu số thứ nhất là nhân với là hiệu bằng 93 rồi. Thì là hiệu của chúng ta rồi. Để bài cho luôn. Hiệu bằng 93. Số nhất nhân 4. Nhân 4 nó sẽ bằng số thứ hai nhân bao nhiêu? Nhân với 5. Được chưa? Số thứ nhất nhân với 4 bằng số thứ hai nhân 5. Thì đây ấy, đó sẽ có chính là có cái tỷ số cho chúng ta. Được chưa? Vậy thì các bạn sẽ có như sau, ta có này. Số thứ nhất nhân 4 là bằng số thứ hai nhân 5.
Thì rõ ràng ở đây các bạn lưu ý là lúc này chúng ta sẽ có là số thứ nhất chia cho số thứ hai. Được chưa? Thì nó bằng bao nhiêu? 5/4. Bởi vì khi chúng ta nhân chéo lên đây, 4 nhân với số thứ nhất thì bằng 5 nhân số thứ hai. Được chưa? Thì đây nó là gì? Đây chính là tỷ số của chúng ta. Thì bước thứ nhất là chúng ta xác định được hiệu và tỷ giá. Được chưa? Vậy thì cái bài này chúng ta sẽ có cái giải như sau. Ta có lời giải này. Ta có tỷ số của hai số là tỷ số của hai số là bao nhiêu các bạn? Tỷ số của hai số ở đây, tỷ số của hai số của chúng ta nó sẽ là bao nhiêu? Nó sẽ là 5/4. Tức là số thứ nhất chia cho số thứ hai. Được chưa? Số thứ nhất chia số thứ hai ở đây thì nó sẽ bằng đây là bao nhiêu? 5/4. Được chưa? Vậy thì lúc này chúng ta có được cái điều gì? Chúng ta có được cái sơ đồ của chúng ta. Sơ đồ này. Số thứ nhất là 1 1 2 3 4 5. Được chưa? Số thứ hai là 1 2 3 4. Được chưa? Và ở đây đề bài cho là hiệu hai số là bao nhiêu? 93. Vậy thì rõ ràng bây giờ bước 1 là chúng ta đã xác định tổng này. Tỷ à, hiệu tỷ này, bước 2 là vẽ sơ đồ rồi này. Bước 3. Bước 3 nó là hiệu thì chúng ta sẽ ghi là hiệu số cân bằng nhau là bao nhiêu? Hiệu số phần bằng nhau là hiệu số phần bằng nhau của chúng ta sẽ là bao nhiêu? Hiệu số phần bằng nhau sẽ là 5 trừ đi 4 bằng 1 phần. Được chưa? Hiệu số phần bằng nhau của chúng ta sẽ là 5 trừ đi 4 bằng 1 phần. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có được đó là số bé, số nhất chúng ta là bao nhiêu? Số thứ nhất của chúng ta là số thứ nhất của chúng ta sẽ là 93 nhân với 5 là bao nhiêu? 53 15 viết 5 nhân 1. Được chưa? 5 9 45 với 1 là 46, 465. Số thứ hai của chúng ta. Số thứ hai của chúng ta là bao nhiêu? Số thứ hai của chúng ta sẽ là 93 nhân 4. 43 12 viết 2 nhân 1, 943 6 372. Vậy lúc này chúng ta sẽ có đáp số là 465 và 372. Được chưa? Đấy, thì đó là cái ví dụ đầu tiên của chúng ta. Các con lưu ý này, tất cả những cái bài mà thầy hướng dẫn cho các bạn ở trong các cái chương trình các cái bài 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 giảng hướng dẫn này, thì đó là những bài tập đã được thầy biên soạn, đã được thầy dạy trực tiếp qua học trực offline và phân loại cho các bạn rồi. Cho nên những bài tập như này các con sẽ phải tập trung vào rất nhiều, dành ra nhiều vào cho thầy nhé, suy nghĩ, phân tích và có thể là nhớ được các cái bài tập như này thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, thì ở trong các bạn nhìn qua các cái chuyên đề mà thầy phân tích cho các con, thầy xây dựng cho các con ở trong khóa Vina 384 thì nó sẽ chia nó rõ ràng từng đơn vị kiến thức, từng chuyên đề, từng bài giảng, và để được như thế thì nó đã qua một cái quá trình tích lũy rất là nhiều rồi. Cho nên các con cố gắng trong thời gian học cẩn thận cho thầy nhé. Đấy, như thầy nói từ đầu, ở trong phần phân số và tỷ số thì ở trong cái chương trình Vina 3 này vẫn là bài toán tổng tỷ, vẫn là bài toán hiệu tỷ, thế nhưng mà cái mức độ tư duy, mức độ phân tích nó sẽ cao hơn so với mức độ toán cơ bản và toán nâng cao. Được chưa? Ok, cố gắng nhé. Bây giờ các bạn trình bày vào đi để thầy hướng dẫn thêm các bạn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập tiếp theo. Ví dụ chúng ta như sau. Ba khúc phải tổng cộng dài là 145 m. Biết khúc thứ nhất thì bằng 8/9 khúc thứ hai, và khúc thứ hai thì bằng 3/4 khúc thứ ba. Hỏi khúc thứ nhất dài bao nhiêu? Vậy thì bây giờ các bạn chú ý ta có sau này. Khúc thứ nhất cộng với khúc hai cộng với khúc ba
Thì bằng bao nhiêu? Bằng 145 mét. Được chưa? Ta có là khúc 1 này, trên khúc số 2 bằng bao nhiêu? Khúc 1 trên khúc 2 thì bằng 8/9. Khúc thứ 2, khúc thứ 2 trên khúc thứ 3 thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 3/4. 3/4 này chúng ta quy đồng lên đi. Ở đây là khúc thứ 2 là 8 phần đúng không ạ? 9 phần đúng không ạ? Thì cái này thì quy đồng thành 9/12. Được chưa? Thì rõ ràng lúc này các con sẽ có cái sơ đồ như sau. Khúc ngoài số 1 của chúng ta sẽ là bao nhiêu? Khúc 1 chúng ta sẽ là 8 phần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khúc số 2 của chúng ta sẽ là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khúc số 3 của chúng ta nào? Sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Được chưa? Và đây là số 145. Thì rõ ràng đến đây rồi, các con chú ý, chúng ta sẽ có là tổng số phần bằng nhau là bao nhiêu? Tổng số phần bằng nhau khúc 1 là 8 đúng không ạ? 9 cộng với 12 bằng 2 mấy ạ? Bằng 29. Bằng 29 phần. Vậy thì đề bài người ta hỏi rằng là khúc ngoài thứ nhất dài bao nhiêu? Ta có là khúc ngoài thứ nhất dài là bao nhiêu? Ở đây các bạn chú ý, chúng ta sẽ có là 145 chia cho 29 là ra giá trị một phần. Sau đó chúng ta nhân với 8, 9, 39, bằng 40 mét. Được chưa? Bằng 40 mét. Vậy thì lúc này các con sẽ có đáp số là bao nhiêu? Đáp số sẽ là 40 mét. Được chưa nào? Đấy, thì đó là cái nội dung bài tập của chúng ta. Được chưa nào? Ok, các con trình bày vào đi để đến dựng sang bài tiếp theo. Nào bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập tiếp theo để bài như sau. Ví dụ nào, cho 3 số tự nhiên trong đó 2 lần số thứ nhất. Được chưa? 2 nhân số thứ nhất thì bằng 3 nhân số thứ hai. Được chưa? Và bằng 5 lần số thứ ba. Tìm số thứ hai, biết hiệu của số lớn nhất và số bé nhất là bằng 72. Vậy thì ở trong cái bài này các con sẽ phải làm nào đấy để chúng ta đưa ra được cái sơ đồ, tức cái tỉ số của ba con số này. Được chưa? Vậy thì bây giờ các bạn chú ý, chúng ta sẽ làm nào đấy để đưa các cái phân số này về có tử số bằng nhau hoặc mẫu số bằng nhau. Được chưa? Vậy thì bây giờ các bạn chú ý thầy con sau này. Ta có từ 2 lần số thứ nhất bằng 3 nhân số thứ hai thì ta sẽ có là số thứ nhất. Số thứ nhất là chia số thứ hai. Được chưa? Là bằng bao nhiêu? Số nhất chia số thứ hai thì nó sẽ là bằng 3/2. Số thứ hai. Số thứ hai chia số thứ ba. Được chưa nào? Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Là bằng 5 phần bao nhiêu ạ? 5/3. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ tức là 5 nhân với lại là số thứ 3 thì bằng số thứ 2 nhân 3. Đúng ạ. Vậy thì bây giờ anh này chúng ta sẽ phải quy đồng lên. Số thứ 2 này ở trên này là 2, đây là 5 thì ta sẽ quy đồng thành 10. Thì nó sẽ bằng 15/10. Và anh này bằng 10 phần mấy ạ? 10/6. Thì rõ ràng lúc này các con sẽ có cái sơ đồ như sau. Sơ đồ nào? Rõ ràng ở đây là số thứ 2 đi. Thầy đưa số thứ 2. Số thứ 2 nó sẽ là mấy phần ạ? 10 phần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Số thứ nhất của chúng ta là bao nhiêu? À, số thứ nhất đi. Số thứ nhất sẽ là bao nhiêu? Số nhất của chúng ta sẽ là 15 phần.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Số thứ 3 của chúng ta sẽ là mấy phần ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần. Và bây giờ rõ ràng ở đây người ta cho là hiệu của số lớn nhất và số bé nhất là 72. Vậy thì ta sẽ có là hiệu số phần. Hiệu số phần bằng nhau. Bằng nhau. Của số lớn nhất và số bé nhất. Và số bé nhất là bao nhiêu? Là. Ở đây ta sẽ có được đó là 15 trừ 6 bằng 9 phần. Được chưa? 9 phần này thì nó sẽ tương ứng với 72 đơn vị đây. Đề 3 người ta hỏi cái gì? Đề 3 người ta hỏi là tìm số thứ 2. Được chưa? Vậy thì số thứ 2 của chúng ta sẽ là bao nhiêu? Số thứ 2 của chúng ta sẽ là bao nhiêu các con? 72 này chia 9 ra 1 phần này. Được chưa? Nhân với bao nhiêu? Số thứ 2 của chúng ta là 10. Và đây sẽ bằng 80. Đáp số các con sẽ có được là bao nhiêu? 80. Được chưa? Đấy. Ở đây rất lưu ý cho thầy cái việc mà chúng ta đưa ra sơ đồ nhá. Mấu chốt đó là cái chỗ này. Chỗ này là chỗ quan trọng nhất của cái bài tập này. Còn từ đây ra rồi thì chúng ta sẽ có được sơ đồ. Và từ sơ đồ chúng ta sẽ có được kết quả. Nó khá là dễ dàng. Ok. Các bạn trình bày với thầy nhá. Chúng ta sẽ hướng dẫn thêm một vài nữa như sau.